níu kéo hôn nhân không thành, chồng ra tay giết vợ rồi tự sát. Một phụ nữ ở huyện Như Xuân, Thanh Hóa đi nước ngoài về muốn ly hôn vì không còn tình cảm thì bị chính người chồng giết hại. Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa khởi tố, bắt tạm giam bị can Lữ Văn Lý, 40 tuổi, ngụ xã Thanh Quân, huyện Như Xuân, Thanh Hóa để điều tra về tội giết người. Nạn nhân chính là vợ của Lý. Theo kết quả điều tra ban đầu, sau một thời gian đi xuất khẩu lao động tại Ả Rập Xê Út, chị VTT, 37 tuổi, về nước và bày tỏ ý định ly hôn với Lý. Tuy nhiên, Lý muốn tiếp tục cuộc hôn nhân nên hai bên mâu thuẫn, chị T bỏ về nhà mẹ đẻ ở cùng địa phương. Tới ngày 24 tháng 8, Lý giấu một lưỡi kéo trong người sang tìm chị T và nói chuyện hàn gắn nhưng chị vợ bỏ đi xuống bếp. Sau đó, Lý đi xuống bếp rút lưỡi kéo trong người tấn công chị T và tự đâm vào bụng nhiều nhát. Cả hai người được đưa đi cấp cứu nhưng chị T không qua khỏi. Vợ chồng Lý có hai con chung, con lớn học lớp 12, con nhỏ đang học lớp 9.